Đó, cái nhà thấy sao? Hải hồng chưa? Rồi, nó tới thui. Hồng. Trời ơi, cả nhà kỹ cái con này bao nhiêu? Đủ cả nhà luôn á. Vừa đọc phần thơ nó đi con này. Vừa đọc phần thơ. Hả? Con rắn nước. Là chỉ biết cười thôi. Lòng thân con ếch. Trời ơi. Ý, trời rồi, vô con rắn nữa. Nè. Đâu rồi cả nhà, nè. Để điện thoại lấy nét lại nè. Trời ơi, con rắn này bự hơn con rắn hồi nãy nữa. Đây, thấy rõ hơn nè. Trời ơi, không thể thể nào luôn. Quá rồi cả nhà. Không biết đường nóng. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cái cuối cùng. Hello cả nhà. Minh Khôi xin chào quý cô chú anh chị em và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Thì Linh nay tiếp tục đi đặt lập ếch nè cả nhà. Nay cái hồi được rồi á, Linh túng cái đường kinh Lục Bình này nè. Nay Linh đi xe nha. Đó, đường kinh Lục Bình nè cả nhà. Mà khúc này không có Lục Bình, khúc có khúc không cả nhà ơi. Thì theo chú ruộng á, người ta dọn người ta xịt. Nay Linh đi xe, bây giờ Linh nối đuôi lên á, nó hơi xa nên là Linh đi xe. Xịn nè, coi xịn nè. Ở tới thui luôn rồi. Lên bường luôn á, hồi hôm mưa á cả nhà. Rồi đường đất nè, bường lên tới đây. Rồi đặng Linh gom dài dài về đó. Bường gần chết luôn. Quá trời quá đất xịn. Lấy hai tụng hai bên để cho nó cân bằng, dễ chạy cả nhà. Vì ống mũ nó nặng đó. Bây giờ Linh sẽ đi thăm cho cả nhà xem nha. Không biết là nó có trúng như cái đợt rồi không cả nhà ơi. Mong rằng là vậy nha. Thì tới cái đầu tiên. Cái đầu tiên là cũng như là cái nhỏ đó cả nhà. Sáng sớm nó hơi mờ, cả nhà xem thông cảm nha. Rồi thì mình sẽ đi thăm trực tiếp luôn nha. Thăm trực tiếp vài cái thôi. Cái trái nào chỗ nào khó quay á, mình sẽ để trên bờ. Biết có không? Sao mà thấy gì đâu. Đó, có. Nó nhỏ nè. Nó nhỏ nè. Cái đầu tiên này phá pháo rồi. Trời ơi, có một con nè. Nè. Có một con rồi. Lấy nét không được luôn. Đó. Kệ có hơn không cả nhà. Rồi lên. Cái móc cứng quá. Rồi dính sợi dây bên đây luôn. Hôm mưa ta bơm nước. Rồi. Ủa? Ủa? Nó sắp chết luôn. Kỳ thế. Rồi. Con đầu tiên. Rồi, tay cái thứ hai mình đặt ở dưới. Ủa? Nghe cái túi ni lông mình đậy lại đó. Cái bao ni lông này của người ta thịt thuốc đó, người ta cột ta dục đó, mình lấy mình đựng. Nó có nó cả nhà thấy chưa, nó cả nhà nghe chưa, có lý biết sao đây, có lý biết sao đây. Nó để lấy nét lại cả nhà. Lại đây, để đây cho khán giả xem coi. Ba em, nói chung là ba em cả nhà.
vô. Rồi cái thứ hai này rồi. Thấy ok rồi đó nha. Nặng hết hồn của bà con mà nặng. Con nào này trắng phiếu đã ghê. Đã chưa nó cả nhà ơi. Ôi quá đây. Còn phải cái nào cũng chạy đều ba con gì ngon. Đó cỏ bọn con cái này quá trời rồi. Cái nghe gì chưa, nghe xạo luôn mà không biết rồi. Đó nói không dính nước nè. Hôm qua mình chui đường nào giờ không nhớ luôn rồi. Thiệt tình chứ. Giờ càng đại đi. Ông có quánh nha. Có đứng chịu luôn chứ sao chạy. Hôm qua dán rồi nhát. Vì mấy cái ống mũ này mình đặt kỹ đó cả nhà. Chung thôi là mất cái chết luôn. Nhát lâu quá. Nặng dữ vậy. Biết mấy con nè. Cái ống mũ nó trơn. Rồi, một con. Rồi. Nó không lấy nét luôn rồi. Rồi, không lấy nét cho cả nhà xem luôn rồi. Quay lại coi. Rồi, nó tụt lên này nữa. Rồi, con bự lắm nha cả nhà. Trời ơi. Không có thấy. Thôi giờ lên luôn. Ôi, tưởng nó nhiều. Trời ơi, nặng hết hồn luôn. Giờ sao lên nữa nè. Cái kẻ này nó nhỏ quá. Qua không biết chung xuống đường nào luôn trời. Trời ơi, ra được rồi nó khỏe. Nè, lấy nét được rồi nè. Ôi nè. Hết biết con này rồi. Trời ơi. Lóng thân. Thôi rồi, hết nơi nổi con ếch này luôn. Ông nội ơi, sao vô có một con vậy? Trời ơi, này hút một cặp nó đã. Trời ơi, đứng nó hoài. Thôi đi bắt. Đi bắt vô. Con này bắt ra trong hộp luôn nè. Lòng thần con hết thiệt chứ. Công nhận đặt theo cặp lục bệnh thì tôi nói con nào con lấy gì đâu mà. Con này coi chừng ít nuôi, coi chừng bự không lợi luôn á. Trời ơi, tôi sẽ nói. Ngồi quá vậy. Con này chắc sống lâu năm dữ lắm rồi. Đặt ở trong ruộng á, thường thường ít nhỏ nhiều. Ít bự thì nó khôn lắm đó.
trời ơi, quá rồi. Ôi ôi ôi, hết hồn. Trời ơi, cả nhà kỹ cái con này bao nhiêu, đổ cả nhà luôn á. Trời ơi, con ở trong nội ơi, lực sĩ nè, lực sĩ cuồn cuộn luôn. Trời ơi, hết biết rồi, hết biết cả nhà. Trời ơi, vậy là còn nữa nha cả nhà. Bây giờ xa xa lên đặt có một cái à, mà cái con này thì nó ngộ lắm, đặt ngay nó mới vô, có nghĩa là ngay gần gần chỗ nó ở á. Công nhận đường kinh này ít dữ thiệt, Linh bắt hồi đó giờ luôn á, mà Linh đặt ở trong ruộng thôi mà không có đặt ở ngoài kinh. Ôi ôi, mất thời gian cái nhà quá. Có khác, một ẻm nó vô là nó có khác liền nha cả nhà. Đâu rồi, trốn rồi. Đặt trong lùm không? Ấy, xin té, đó anh ta đang chịu thuốc bệnh đó. Đó cả nhà, xào quá. Đó. Thôi vào chuyên môn đi. Cái này mình không có quay ở trong cái điện cho cả nhà xem trước được rồi. Để lấy nét lại cả nhà. Trời ơi, thứ gì vậy? Đừng nói vô đọc thần thư nữa nha. Trời ơi, đọc thần thư vô nữa đi con ơi. Vô nữa. Trời ơi, sao nặng không? Vô. Ăn hai con đọc thần thư. Tại sao Linh dữ vậy? Ba con con nhỏ nữa. Rồi sao con này? Sao không lấy nét được nè? Rồi thua rồi, sao không lấy nét được nè? Con nhận điện thoại dở thiệt chứ nè. Rồi lên. Lên nó không được cái nó. Giờ lên bắt gà tính sao. Ây trời ơi, cho cả nhà xem lại đây. Hai con ếch con ơi. Ôi trời ơi, tè ghê. Con tay à, phải có người quay thì nói gì đâu mày. Thôi đó, cả nhà thấy sao, hãy hồng chưa? Rồi chúng ta thui kỳ ta đó. Rồi nó chối cái ống. Quay lại. Trời ơi, đây thấy rõ hơn nè. Trời ơi, không thể thể nào luôn. Quá rồi cả nhà ơi, núp. Còn con bên trái mình bự hơn, con bên trái bự hơn cái con bên phải. Rồi bác ca nhà ơi, phe nãy giờ lâu lắm rồi. Nếu mà không quay á, dở không á thì đi mau lắm cả nhà. Quay đầu lại, quay đít lại, tao lôi ra chứ, quay đầu lại sao tao lôi ra. Bắt con chết cho trước đi. Này bay đâu có chạy thổi đâu mà.
con này chưa, con này chưa bằng cái con trong đây. Con trong đây là cũ cũ nữa nè, cũ của cũ luôn, không biết bự bằng con nãy không ta, chắc không bằng đâu, con này chắc không bằng cái con hồi nãy. Nói chung là cũng là cũ rồi. Trời ơi, cái lửa nó cắn, ngồi đây mà cũng có cái lửa cắn nữa. Nó mạnh quá. Cái này chỉ có lợp mới bắt được nó thôi chứ, cấm câu là thua nha cả nhà. Cấm câu mà không bây giờ ăn nó nổi đâu. Ủa này lên vô nữa rồi. Rồi. Lâu ngày quá không câu gâu. Nhìn gâu ghê quá cả nhà. Con này chắc bự bự không bằng con hồi nãy. Cái này chắc hai vợ chồng nó. Hai chồng với đứa con. Rồi cái con này đứa con nè. Tại mình nói chơi thôi nha cả nhà. Trời ơi. Con này mà cảm giác mà mình đi câu hen. Nó nhấp mà nó giật một cái giật gãy cần câu luôn quá nha. Đi tiếp lên đường trưa bây giờ. Nói chung là được ba em cổ thụ rồi, được ba em cổ thụ. Lại tiếp tục cái này coi sao đây. Hình như nãy giờ cái nào cũng chạy phải không ta? Không phải giống dính nước gì hết trơn á. Điện thoại lấy nét rồi á. Ủa, nó, có. Có. Sao nhà hứng này? Hình như không có bị. Trời ơi, ai nói không bự mà không bằng hai con, không bằng hai con hồi nãy thôi vậy chứ. Vô cho cả nhà xem lại. Giờ ánh sáng kìa, nói chung là rồi liền. Thôi giờ bắt ra luôn cả nhà, điện thoại nó không chịu lấy nét cho cả nhà xem luôn rồi. Nắm cái bu hết nó liền để nó nhảy. Thấy gì chưa cả nhà ơi? Đã chưa? Ôi. Vô nữa ơi. Linh này vô ít bự nữa rồi. Quá. Nhìn như có ai không? Phè cả nhà cái nữa. Vô sâu rồi cả nhà nè, ít cối không? Trời ơi, rồi là ít ba không? Cái này nè, nó biết nói chuyện luôn rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy gì bên kia chưa? Đó, 12 cái ngục của mình đó cả nhà. Nè. Mình dở là bớt rồi, về cái mình còn đi dở 12 cái ngục đó nha. Quay cho cả nhà xem. Cả nhà hãy nhớ đón xem, ủng hộ mình nha. Bây giờ đi
đi thăm đi. Chưa rồi. Đó, có nhúc nhích nước, có nhúc nhích nước. Từ từ. Từ từ. Đó cả nhà ơi, đó cả nhà ơi. Nè nè nè. Chẳng lấy nhét lâu quá. Biết mấy con này thì nó vừa đọc phần thơ nữa nghe. Vừa đọc phần thơ nữa đi con này. Vừa đọc phần thơ. Hả? Con rắn nước. Nó vô nó ăn con ếch, cái bụng chào bó luôn. Sao nó ăn có một con hả? Thôi nè. Nè, hai con ếch. Đừng nói là không phải nó ăn một con đâu. Cái bầu tử nó dài lắm kìa. Không có lấy nét được luôn. Nè. Một khúc bầu tử luôn. Tệ lắm nó ăn hai con ếch hoặc ba con ếch. Chứ hai con ếch là chắc luôn. Trời ơi. Lần đầu tiên Linh đặt lợp ếch mà vô rắn nước luôn. Vô. Rồi sao ta? Rồi bắt hai con ếch thôi. Bắt hai con ếch thôi. Rồi con rắn về mình xử lý sau. Nó có hai người đang dẫm lúa đó cả nhà. Sáng ngày là dẫm lúa sớm rồi. Đó, mặt trời cũng lên rồi nè. Đâu rồi? Đó. Mặt trời lên muôn cao rồi đó. Cánh đồng này đẹp ghê không? Mấy cái lỗ nào nước trắng trắng là mấy lỗ đó là nó là chết đó cả nhà. Người ta sẽ mướn người dẫm. Thôi, nhiều chuyện quá. Thôi giờ mình đi bắt ra. Mười mười quay cái trúng đầu. Trúng vô cái hầm răng của con rắn nước rồi. Như cá bạc luôn. Trời ơi, chảy máu rồi cả nhà ơi. À, không cẩn thận. Rồi dướng đầu nữa rồi. Trời ơi, nó ói ngết kìa chà bá luôn. Nó chà bá chứ cũng gọn cả nhà, cỡ ngết nãy mình quay cho cả nhà xem á. Vậy nó dính đầu bên đây nữa nè. Nãy mình thôi, cái này về nhà bắt. Mất thời gian quá rồi cả nhà ơi. Về nhà mình xử lý đó. Rồi nè nè. Mình đặt cái chỗ bí dẫn không? Ê, có hết, có hết. Trời ơi, sao con đó? Sao con đó nó chết ra nhà này? Rồi, nhà sao mà nó đưa ra ngoài ta? Ôi, nặng. Nặng lắm cả nhà ơi. Thôi vô, một lợp luôn. Trời ơi. Chết. Thôi rồi. Ôi, đọc thần thư. Ông nội mày ơi. Trời ơi, mình không dám la lớn. Một con đọc thần thư. Hãy hôn con hết đi luôn. Hết biết rồi. Hết biết rồi cả nhà. Trời ơi, sao không lấy nhát được tức thiệt chứ. Cho cả nhà xem nó kỹ chứ. Quá. Đó cả nhà ơi. Quá rồi, trời ơi. Nó bị dính. Nó bị dướng vô dây rồi. Cả nhà thấy cái bắp đùi nó cuồn cuộn không? Trời ơi, không thể tả nổi luôn rồi. Vô. Thôi. Thôi bắt ra cả nhà, xe hoài.
đã chưa cả nhà ơi, bự bự không? Cái con này mới long thần đó nè. Nó dướng vô sợi dây rồi, nó quấn vô sợi dây. Nó quấn vô sợi dây cái hơm á. Cái hôm lần này gỏi vụt rồi, mình gỡ được này nó, mình gỡ dây ra nó vụt rồi, không thể tả nổi hết. Rồi bắt bắt con ếch nhỏ hơn này nghe, nó nhỏ chứ bự lắm. anh em mà vòng vòng đây coi clip mình chắc ra đây đặt bắt trước đặt của mình chắc hết của mình quá. Trời ơi cả nhà ơi, lòi cũng không ra luôn. Trời ơi trời, nhờ cái này cái là cái này mình làm miệng, cái miệng nó bự nha cả nhà, không thôi là chịu không nổi luôn rồi. Chỉ biết cười thôi, lòng thần của hết. Trời ơi dướng thiệt. Trời ơi, hôm nay là gì kỷ lục luôn rồi, thiệt luôn á. Hình như cái con này nó bự hơn cái con đầu tiên nữa phải, hoặc là nó ngang với nhau nha cả nhà. Rồi con này là biết nói chuyện luôn rồi, con này cấm câu ăn gì nổi, nó cấm câu không bao giờ ăn. Linh hồi xưa giờ luôn, Linh hồi nhỏ là Linh đều cả đã đi cấm câu rồi đó nha, không bao giờ dính lại con này luôn, nói thiệt với anh em luôn á, không bao giờ đường nào dính cái con này hết á. Nó khôn lắm, nó không bao giờ nó ăn, mà nếu nó ăn đi nữa là cái cần câu một là gãy, hai là nhỏ đi à. Nó cứng cỡ nào cứng cũng không bao giờ là nói là bắt được nó. Tờ Linh đã từng bị rồi, không bao giờ. Ê, bỏ cái con này vô là cầm nặng liền. Trời ơi, hình như là cái con mới vừa bỏ vô nó bự hơn quá này. Nhìn nó ngang nhau khó nhìn quá, nó mất cỡ, nó nhìn mấy người phi nó mất cỡ, nó không dám lại nè. Tốt rồi, con này sao vậy mà nó chết ta. Con này cũng mẻo luôn. Con cũng mấy này mới cũng mới vừa chết à, nhưng mà ăn vẫn hôi nha cả nhà. Này đi vô nữa rồi. Chạy có con tay nè, nó có lũi mắc cười quá. Cái này không biết có không, sao cũng im ru rồi cả nhà nè. Ý trời, rồi vô con rắn nữa nè. Đâu rồi cả nhà nè, để điện thoại lấy nét lại nè. Trời ơi, con rắn này bự hơn con rắn hồi nãy nữa, không có một con ếch nào luôn. Mày hả mày. Rồi được hai rắn nước xào chua, nó vô nó ếch
Trời, con gắn cà bá luôn. Rồi nó ăn hết luôn. Rồi, rồi về bắt mày ra. Trời ơi, lần đầu tiên luôn, hồi nhỏ lớn giờ Linh mới đặt lần đầu tiên. Mày vô gắn nước luôn á trời. Hết hồn con gắn nước thiệt chứ nó bự nè. Trời ơi, vô. Về luộc chua. Đó, ếch nhảy đó cái nè. Biết cái nhà nghe không? Đứng đây gì mà ếch sao nó không vô vô ta, nó nhảy ta. Rồi cái đầu nó nè. Đó cái đầu nó nè. Rồi nó sơm cái đầu nó. Cái sơm nó đầu nó bị tậy luôn rồi. Vô mày rồi, vô mày rồi, vô mày rồi. Hai em hôm nay. Hai em. Trời ơi. Vô. Mày hai bưởi. Cái này không biết sao thấy em gu luôn rồi nè. Bên kia là có bờ chuối đó cả nhà. Có nhục nhịt nước. Có nhục nhịt nước. Có nhục nhịt nước là có lý à. Đó. Đừng nói là ít bự nữa đây nha. Đó. Cảm giác nó sướng sướng gì đâu. Này chắc không bự. Nhỏ cả nhà. Cầm nhẹ quá. Hai em. Trời ơi, tới thui luôn rồi. Đó, hơi sáng sáng một chút. Trời ơi, trời ơi. Rồi, để Linh bắt ra nha. Bữa nay bảo ếch mà bảo cả gắn luôn. Đâu? Chưa thấy nó chung ra rồi. Hình như nãy giờ cái nào cũng chạy không ta? Hình như có một cái không chạy thôi. Trời ơi, tăng phiếu cả nhà ơi. Công nhận mấy con này ở sạch thì. Trời ơi cả nhà ơi, từ hồi nãy giờ lạc hai cái, Linh sẽ phải buộc quay đầu lại kiếm hồi nãy giờ thì mới được một cái, còn một cái nữa không biết nằm đâu luôn. Giờ Linh sẽ dỡ cái này rồi Linh đi kiếm tiếp tục. Đặt cho kỹ, giấu cho kỹ vô thì không biết ở chỗ nào. Nản thiệt. Nói chung là có hay không là được rồi. Chim gu hả? Công tao quay lại tao kiếm nó mày ơi. Nha, te luôn. Rồi, không có con nào. Trời ơi. Rồi, rốt cuộc kiếm có cả nhà ơi. Nó chút vuốt cái tên này luôn. Nó máy tao đang nguồn nước đó cả nhà. Trời ơi, mày nào về về mất đất rồi. Thiệt tình chứ. Đó, lát giờ phải lát phải quay xe lại. Giờ mấy cái tụng nó nặng nữa. Bây giờ có hay không là quan trọng nè. Đó, thấy Linh đặt kỹ ghê không? Kỹ đừng có nói tới luôn. Kỹ quá thì kiếm. Qua cái này cái dài. Cái đặt sau cùng nhất nè mà không nhớ. Cái này mà có lương dám vô luôn á nha.
có nha. Trời ơi, gà bá luôn. Trời ơi, có hết. Ống dài nó cũng chạy nữa ta. Thấy chưa, trời đây nè, cả nhà ơi, rồi tới thui luôn. Thôi rồi, không lấy nét. Lấy nét lại coi. Rồi, không lấy nét luôn. Đó. Hết hồng con nha. Hết hồng cả nhà ơi. Rồi, lông thần trưởng thiệt. Rồi đã. Nắm được cái giỏ nó giỏi. Nắm được cái giỏ nó thật là khó thiệt. Không biết được nắm. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, cái cuối cùng. Trời ơi, phải nãy thăm cái đầu tiên là mở màn ngon quá trời rồi. Trời ơi, quay lại kiếm thấy bà luôn. Trời ơi, quá ngày nay bão hết nữa rồi. Cả nhà ơi. Rồi Linh gán kiếm mồi đi ra đi đặt nữa cả nhà. Mấy bển nha, mấy bển rồi dài dài để luôn mình kiếm bắt vô thôi, để anh em mà phát hiện được cái là mình hết bắt luôn á. Rồi không tả nổi rồi, không thể nào tả nổi cái bài hát này rồi. Vô nữa rồi, vô một khúc nữa rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất luôn rồi. Con nào con nấy thôi, tu luyện ngàn năm không bành bành không cả nhà. Trời ơi, vô nữa rồi. Trời ơi, thấy ham thiệt. Hết sức trận này. Vô được hai gắn nước nữa chứ. Rồi nãy nó chạm mình cái cũng ớn ớn cả nhà. Giờ biết sao. Thôi nói chung là về cả nhà. Về mình lo cho hết này nha. Đã quá. Bây giờ Linh kết thúc cái video đây nha cả nhà. Cả nhà thấy video hay hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và không quên đăng ký ủng hộ Linh nha. Và rung chuông luôn cả nhà. Cả nhà mà rung chuông á, Linh có ra video mới nhất á, video sẽ gửi về máy, thông báo về máy cả nhà. Cả nhà xem ủng hộ Linh nha. Rồi Linh sẽ tiếp tục đi đặt lạc bếp nè, đặt 12 cái ngục nè, đặt lợp cá lóc nữa cả nhà. Có nghĩa là mình Linh sẽ làm cái gì Linh sẽ quay lên cho cả nhà xem về cuộc sống của Linh đó. Rồi khoe hoài, khoe cái nhà hoài luôn. Hôm nay cũng nhân đã thiệt. Nói hai gắn nước đó thì là cũng đủ vốn rồi đó cả nhà. Hai gắn nước đó là về Linh sẽ luộc chua nha, luộc chua ăn cơm cả nhà. Chứ nhậu thì Linh không có nhậu. Linh uống chừng khoảng, nếu rượu á, Linh uống chừng khoảng 1 ly thôi.
mà nửa cái thì uống hai lần là rồi đó, là lỏng gieo rồi đó nha, đó, leo giống. Còn bia thì gán dữ lắm là một chai là cũng lỏng gieo luôn, đó, leo giống luôn. Rồi kìa, mình kết thúc cái video nha cả nhà, hẹn cả nhà lại cái video sau. Bye bye.